chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Tạp chí Công nghệ Thông tin của Đài Truyền hình Bình Dương. Và sau đây là một điểm tin trên Internet. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, trong suốt thời gian vừa qua, dịch cúm AH1N1 đã hiện ở nhiều nước trên thế giới. Để có thể tìm hiểu những thông tin cơ bản về dịch cúm này cũng như những cập nhật thường xuyên về dịch bệnh, các bạn có thể truy cập vào các website cập nhật thường xuyên về dịch bệnh. Trang web của Bộ Y tế www.moh.gov.vn có dành một chuyên đề về dịch cúm AH1N1 để thông tin những hoạt động của chính phủ đối với việc phòng dịch cúm và các dịch bệnh khác. Website www.dịchcúm.com của tác giả Hồ Xuân Thiện cung cấp đầy đủ các thông tin và thắc mắc về dịch cúm bằng tiếng Việt. Tại đây, bạn có thể tìm thấy các thông tin hữu hiệu về tính chất của bệnh cúm, các biện pháp phòng ngừa cơ bản, cũng như thông tin mới nhất về các trường hợp nhiễm dịch trên toàn thế giới. Những thông tin về cúm gia cầm H5N1 cũng được tìm thấy ở đây. Ngoài ra, trang web còn đưa tin quan trọng cập nhật từ các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chuyên môn, cũng như các đơn vị truyền thông trong và ngoài nước. Website www.avianinfluenza.org.vn là trang web tiếng Việt của đối tác phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người, một sáng kiến phối hợp giữa chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế khác. Trang web đăng những thông tin tiêu điểm về dịch cúm, đặc biệt hiện tại là về cúm AH1N1. Ngoài ra, còn có nhiều nguồn tin bằng tiếng Anh cập nhật sớm nhất về tình hình dịch bệnh. Các bạn cũng có thể vào trang web Bách khoa toàn thư mở Wikipedia để xem thông tin về dịch cúm H1N1 theo địa chỉ sau đây: http://v.wikipedia.org dịch cúm AH1N1 2009. Trang này chứa thông tin về tình hình dịch cúm cũng như các biện pháp, các nghiên cứu phòng tránh cúm trên thế giới. Các bạn thân mến, ngoài những website mà chương trình vừa nêu trên, nếu bạn nào muốn nghiên cứu sâu hơn về dịch bệnh và bệnh cúm thì các bạn có thể truy cập vào những trang web sau đây. Trang web www.flu.gov.sg là trang web về dịch cúm của chính phủ Singapore. Trên trang này có các đoạn phim hướng dẫn việc vệ sinh phòng chống tránh bệnh, các bài hát cổ động việc giữ vệ sinh cho trẻ em, đối tượng dễ bị lây nhiễm nhất. Tương tự, Trung tâm Phòng chống dịch bệnh của chính phủ Mỹ cũng có trang riêng cho cúm AH1N1 với địa chỉ www.cdc.gov H1N1 flu. Tại đây, các nhà nghiên cứu có thể tìm thấy những tài liệu liên quan đến virus gây ra dịch cúm, những kế hoạch chuẩn bị đối phó khi đại dịch xảy ra. Bạn cũng có thể liên kết đến những website có ảnh và poster liên quan đến dịch cúm để sử dụng khi cần. Trên trang web này, bạn cũng có thể tìm thấy một trang cung cấp các tài liệu bằng tiếng Việt có thể tải về để xem tại địa chỉ www.cdc.gov/flu/ve. Trang web www.sinhhocvietnam.com dành cho các bạn có nhu cầu nghiên cứu về virus H1N1 và các vấn đề liên quan đến dịch bệnh nguy hiểm này. Còn trang web được cập nhật thường xuyên nhất đó là Tổ chức Sức khỏe Thế giới, có địa chỉ là www.who.int. Những chuyên đề về cúm AH1N1 có ngay trên đầu trang, bạn có thể xem ngay tình hình nhiễm bệnh cúm H1N1 ở các quốc gia trên thế giới. Qua những website mà chương trình vừa nêu trên thì các bạn có thể nhận thấy rằng có cùng một lời khuyên đơn giản để phòng chống sự lây lan của bệnh cúm, đó là hãy giữ gìn vệ sinh thật sạch, rửa tay sạch thường xuyên, đặc biệt là trước khi ăn. Chương trình rất mong quý vị và các bạn hãy lưu ý và chia sẻ thông tin này cho tất cả mọi người.